Mai Tài Phến, sự nghiệp mờ nhạt, ồn ào tình ái với Hương Tràm và Sao Nữ Đình Đám. Hơn 5 năm theo đuổi nghệ thuật, Mai Tài Phến chưa có một vai diễn nổi bật trên màn ảnh ngoài những ồn ào tình cảm. Sáng 17 tháng 6, hình ảnh mỹ tâm tình cảm bên Mai Tài Phến được chia sẻ khiến khán giả xôn xao. Gần 20 năm vào showbiz, đây là lần đầu họa mi tóc nâu bị bắt gặp tình tứ với một đồng nghiệp nam. Với Mai Tài Phến, đây là lần thứ hai anh vướng nghi án hẹn hò với nghệ sĩ sau Hương Tràm. Được biết tên nhờ đóng MV của Hương Tràm, Mỹ Tâm, Mai Tài Phến tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố. Trước khi bén duyên với Hương Tràm và Mỹ Tâm trong hai MV Em Gái Mưa, Đừng Hỏi Em, diễn viên quê Bạc Liêu từng trải qua 5 năm khó khăn thất nghiệp. Anh kể từng đi làm hậu đài bấm nhạc ở sân khấu, diễn phụ cho các đồng nghiệp tại game show Cười Xuyên Việt, kịch cùng Bolero. Mai Tài Phến kể anh từng đau khổ tự hỏi vì sao vóc dáng gương mặt sáng và đào tạo bài bản không giúp anh có chỗ đứng trong nghề. Anh đã trải qua thời gian thất nghiệp chán nản, định bỏ về quê nối nghiệp kinh doanh gia đình. Vận may đến với Mai Tài Phến khi anh thi gương mặt điện ảnh và giành giải quán quân. Trong đêm chung kết, nam diễn viên nhận điểm tối đa từ ban giám khảo Trương Ngọc Ánh, đánh giá Mai Tài Phến sở hữu gương mặt điện ảnh diễn xuất đa dạng, có thể diễn cả bi và hài. Tuy nhiên, trong thời buổi game show bùng nổ, ngôi vị quán quân của một chương trình không còn là bàn đạp hữu hiệu. Tên tuổi Mai Tài Phến có lẽ làng nhàng như bao quán quân khác nếu anh không được Hương Tràm mời quay MV Em Gái Mưa và Mỹ Tâm chọn đóng cặp trong MV Đừng Hỏi Em. Độ phủ sóng mạnh của Em Gái Mưa đưa Mai Tài Phến gần hơn với khán giả. Anh được khán giả gọi bằng biệt danh Thầy Giáo Mưa. Đặc biệt, tên tuổi nam diễn viên tràn ngập trên các báo khi anh vướng nghi vấn tình cảm với Hương Tràm. Cả hai bị bắt gặp cùng nhau đi ăn tay trong tay giữa một sự kiện. Trong khi Hương Tràm lấp lẫn chuyện hai người hẹn hò, Mai Tài Phến đã không giấu giếm tình cảm của mình dành cho nữ ca sĩ. Trả lời báo chí, anh thường dành những lời có cánh cho Hương Tràm và thừa nhận cả hai đã có thời gian ngắn tìm hiểu. Nhờ hiệu ứng tích cực của Em Gái Mưa, Mai Tài Phến đã lọt mắt xanh của Mỹ Tâm, diễn viên sinh năm 1991, đóng cặp với đàn chị hơn 10 tuổi trong MV Đừng Hỏi Em. Xuất hiện trong MV của hai nữ ca sĩ, Mai Tài Phến chỉ ấn tượng nhờ vẻ ngoài. Được khán giả biết tới, nam diễn viên thừa nhận mình may mắn. Tuy nhiên, anh khẳng định đã cố gắng rất nhiều, trải qua 5 năm bầm dập khó khăn. Mai Tài Phến nhấn mạnh anh sẽ chứng minh khả năng bằng các vai diễn điện ảnh với những ai còn nghi ngờ diễn xuất của mình. Ngay sau hai MV, nam diễn viên nhanh chóng có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Em Gái Mưa, thể hiện một vai diễn gắn với hình ảnh tên tuổi của mình. Anh lại làm người xem hoàn toàn thất vọng, diễn xuất của Mai Tài Phến bị đánh giá đơ, biểu cảm thiếu tự nhiên. Hình ảnh Thầy Giáo Mưa phiên bản điện ảnh hoàn toàn sụp đổ trong mắt khán giả. Trước những lời chê bai về diễn xuất, anh đáp lại, tôi vẫn tự tin chứ không hoang mang khi bị nghe những lời chê. Tôi biết chắc mình còn phải cố gắng nhiều trong tương lai, thay đổi hình tượng vốn được mọi người yêu thích. Mai Tài Phến một lần nữa có cơ hội chứng tỏ khả năng khi được Mỹ Tâm giao vai chính trong Chị Trợ Lý Của Anh. Bộ phim này do nữ ca sĩ viết kịch bản và đạo diễn. Cái tên Mai Tài Phến lúc này tiếp tục được nhắc tới bởi nghi vấn tình cảm với đàn chị. Về diễn xuất, anh bị nhận xét mờ nhạt hơn cả vai phụ của Quang Trung. Gây chú ý sau những ồn ào tình cảm, xuất thân là diễn viên, Mai Tài Phến lại không khiến khán giả chú ý bằng vai diễn. Nhắc đến anh, khán giả chỉ nhớ tới câu chuyện tình yêu chớp nhoáng trong một tháng với Hương Tràm. Những hình ảnh tình tứ với Mỹ Tâm trong phim Chị Trợ Lý Của Anh, quấn quýt với nữ ca sĩ ở các buổi giao lưu và mới đây là hình ảnh anh tháp tùng Mỹ Tâm trong chuyến lưu diễn. Trước khi những hình ảnh tình tứ Mai Tài Phến và Mỹ Tâm được chia sẻ, trong hậu trường showbiz đã xôn xao cả hai phim giả tình thật từ lâu, họ từng được trông thấy cùng du lịch hồi tháng 5 vừa qua. Trong một lần phỏng vấn với báo, nam diễn viên tiết lộ trong thời gian anh đóng phim điện ảnh Em Gái Mưa, Mỹ Tâm thường gửi đồ ăn cho mình và cả đoàn. Tiếp đó, anh tiết lộ đã có mặt trong tiệc sinh nhật và chuẩn bị bánh kem tặng đàn chị. Mỹ Tâm vốn kín tiếng về đời tư, trong 20 năm theo nghề, cô chưa từng công khai thể hiện tình cảm với bất kỳ bạn trai nào chốn đông người. Riêng Mai Tài Phến, cô lại có hành động khác hẳn trước đây. Điều này khiến một số khán giả đặt dấu hỏi thắc mắc, và lý do thực sự là gì? Chỉ Mỹ Tâm và Mai Tài Phến mới có câu trả lời cụ thể nhất. Thank you.